Còn lên theo ông thì lên chức gì? Gái để chồng phải mời nhá, quên đấy. À, thế là bây giờ là ông sợ rồi thì. Sợ rồi ra mà phải nói câu đấy. Không, thế là không không không. Cường cường nộp họ gọi điện hỏi rủ đám cưới mình xấu hổ. Tôi không không làm thông gia nữa hả? Hả? Bỏ bỏ thông gia, chuyển sang lán cỗ rồi. Bỏ. Hả? Gì? Bỏ thông gia chuyển sang ăn cỗ à? Dạ. Về quê, ta bảo rồi về quê nấm chân nấm tay bùn. Xin gọn rồi đấy. Giờ mấy cái kia sang đôi rồi đấy, gọi rồi mình. Sợ to quá tôi phải sang đôi ra. Cái nào? Cái cửa đấy. Sang đôi ra cho nó. Chuyển xuống thì chuyển. À, gọi nó thanh lý thôi. À, những cái cửa. Hả? Cửa. Mấy cái việc tôi nhờ đã làm cho tôi chưa? Hôm trước gửi ảnh, bảo gửi ảnh, thế bây giờ lại cái gì cũng kêu. Gửi ảnh rồi đấy thì bạn xem nào, bạn giải quyết đi. Tháng 5 hay là thế nào? Không. Ai để tháng 5 nữa. Cứ hỏi như thế được thế rồi khóa quần lại không kéo hỏi làm thông hỏi làm thông gia thì để bỏ của để lấy người. Đi để cho địa chỉ đi. Địa chỉ đây là gì nữa? Đúng không? Bảo... Đối thì không dám luôn. Cái bạt dưới không không bỏ ra, nó rơi xuống. Hả? Bạt ly lông dưới không bỏ ra. Ly lông nào? Bạt tre sơn này. Bạt tre sơn không bỏ ra. Đấy, đi đồng ra, ừ. Bỏ
béo không hàn ở phía dưới à? Chỉ hàn mũi trên à? Trên dưới đầy đủ. Hai mặt. Hai mặt luôn. Thay viên đá, cắt đi. Giờ cột này nó đắp lại để mẹ đấy. Thank you.
xong kê cái mái nó cao lên một tí cho nó đỡ chạm.
Chiều ấy nốt xong ấy, mai đi đưa cô con đi ấy mấy hôm. Đi đâu? Đi quân sự. Trường nó đưa đi lo chó rồi. Hả?